mắt sau nhói thêm đau để nói nên câu xa từ để em được yên bên người ấy. Cất hết tất cả ký ức tiếng yêu khi người bước đi đi biết chi. Yeah, yeah, baby. Một mình anh bơ vơ chìm sâu trong mộng mơ bao niềm đau. Sau hết tiếng yêu này tựa chim bao mà ngày nào còn bên nhau. Giờ này em đang vui bên một ai để mình anh đây nhạt phai. Vậy người thứ ba là đúng hay sai? Đúng hay sai? Một ngày là hoa dần phai đôi bàn tay em nhanh quá. Nếu khoảng cách bên nhau đã quá xa, trong tình yêu này thêm người thứ ba đâu cần nghe lời thứ tha. Người đã đánh mất dấu yêu xưa thế, yêu anh vẫn chưa về. Bao đau thương trong anh lớn thêm. Anh mất em rồi. Hello anh em, xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Học Nhấp Ảnh Online nhá. Ở cái stream này mình sẽ chia sẻ cái cách chụp ảnh tiệc cho anh em nhá. Như này. Thì trong khoảng vài năm mình đi chụp ảnh thì cái kinh nghiệm của mình đầu tiên đó chính là chúng ta phải nhìn nhận được cái màu sắc để chúng ta phân biệt được à trong cái môi trường của chúng ta nó chụp nó đang ám cái gì. Ví dụ như chúng ta ám đỏ thì chúng ta phải cộng xanh nhá mọi người nhá, đây là cái cơ bản nhất. Và ám xanh thì chúng ta phải cộng đỏ nhá, hoặc là ám vàng thì chúng ta sẽ phải cộng tím. Nói về lý thuyết là như vậy, nhưng đến khi mà chúng ta vác máy đi chụp thì chúng ta có nhìn được ra cái vấn đề hay không thì nó lại là một cái vấn đề khác. Đấy là trên lý thuyết nhá, đấy là trên những cái mình chia sẻ nha mọi người. Còn một số cái mà chúng ta sẽ liên quan đến nhiều cái khác khía cạnh, bố cục cảm xúc, rồi thì bắt nét vào đâu. Thì thực ra thì với mình như này, bố cục là cái gì? Bố cục là cái tấm hình chúng ta nhìn vào phát nó gọn gàng, nó không có bị dư thừa, không có bị thiếu hay không bị dư thừa cái gì. Đó là bố cục, mà bố cục đẹp, bố cục chuẩn. Còn màu sắc thì nói chung là màu sắc thì mình vừa nói rồi, đối của cái gì thì mình sẽ, ví dụ như đối đỏ thì chúng ta cộng xanh, đối xanh chúng ta cộng đỏ, đối vàng chúng ta cộng tím, và đối của tím chúng ta cộng vàng. Đó là những cái cơ bản nhất. Còn cái phần cảm xúc hay những cái phần mà chúng ta lấy được cảm xúc của khách hàng ấy, thì đó là do anh em hoặc là do chính bản thân chúng ta khi mà chúng ta tạo cảm xúc cho khách hàng. Đó là những cái thì mình chỉ nói trên lý thuyết như vậy thôi. Chứ còn khi mà chúng ta có đi, chính xác là chúng ta cầm máy chụp ấy, thì có tạo cảm xúc được cho khách hay không thì nó lại là cái do cái khiếu của mỗi người. Như kiểu là mọi người hay nói đó là nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề, anh em hiểu không? Có nghĩa là ấy, khi mà chúng ta đi chụp ảnh ấy, chúng ta phải có một chút năng khiếu hài hước, một chút năng khiếu tự tin. Chứ đi chụp ảnh ấy mà giữa đám đông ấy mà chúng ta ngại ngùng rồi chúng ta kiểu là bẹn nẽn ấy thì không làm được nghề chụp ảnh đâu. Mà chúng ta phải xông xáo lên, chúng ta phải bật dày lên một tí. Nói chung là mới đầu tiên thì sẽ ngại, nhưng mà chúng ta sẽ đi chụp nhiều thì chúng ta sẽ xông xáo hơn và chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm nhất định cho bản thân. Mới bước vào nghề thì chắc chắn là sẽ không có kinh nghiệm nhiều, nhưng chúng ta đi chụp 6 tháng đến 1 năm chắc chắn có kinh nghiệm. Và chúng ta sẽ cần phải bổ sung những cái gì phải cần biết chúng ta. Nếu như anh em không biết bổ sung những cái gì, anh em hãy đến đây gặp mình, mình sẽ chỉ và giải đáp cho các anh em. Từ mình sẽ hướng dẫn anh em là chụp tiệc làm sao đẹp, rồi thì nói chung là mình đào tạo tất cả mọi thứ. Từ quan trọng là anh em có chịu khó học hay không, ở dựng phim này, cài máy tính các thứ, rồi đi chụp làm sao chụp cho nó đẹp đủ led. À, tiếp tục đến đó là cái vấn đề lấy led vào đâu. Đấy, cái vấn đề lấy led vào đâu thì cái vấn đề là rất nhiều người anh em hỏi nhiều, mình rất nhiều anh em hỏi cái phần lấy led vào đâu. Thì như cái tấm hình này nhá, mình chụp ở tấm hình này thì mình lấy led vào chính giữa. Ví dụ như thực ra ấy, cái phần chính giữa ấy, nó nằm ở chỗ này, nó nằm ở cái chỗ này này, chỗ này chỗ chính giữa này mọi người. Nhưng mình lấy led vào đây và mình dê cái máy lên trên để cho cái phần chân với phần đầu nó cân đối với nhau. Chứ nếu chúng ta mà lấy led vào phần giữa ấy, thì nó sẽ bị dài chân và ngắn đầu.
thì cái bố cục của chúng ta sẽ không đẹp. Đó. Còn nếu như chúng ta có thể là ở trong cái phần ví dụ như cái máy Nikon D750 của mình chẳng hạn đi, thì mình lấy nét thì mình có thể chia ra ví dụ như từng điểm nét một, mình lấy nét chính xác nhất đó là một điểm nét đơn, và lấy nét chính xác vào khuôn mặt để tạo ra được cái độ nét chính xác nhất cho mọi người. Còn nếu như mà chúng ta mà lấy nét ma trận đấy, ví dụ như mà 51 điểm AF và chúng ta đập bật cả 51 điểm AF lên đấy, thì nếu mà chúng ta chụp một người hoặc hai người ấy, thì nó sẽ lấy nét ra vùng khác, nó sẽ bị chệch nét và nó sẽ bị hỏng và sẽ tấm hình nó sẽ bị vứt đi và xóa, không thể làm mà sửa được. Cho nên là ấy, mỗi khi mình cầm máy lên mình chụp thì hãy cố gắng chụp ra làm sao tấm hình đó chụp được là lấy được, chứ không có chụp xong chúng ta xóa đi, phí shot của máy, nó đến một lần chụp là một lần shot, một shot chụp mọi người nhá. Và chúng ta sẽ phải cố gắng làm sao mà chụp cho nó đẹp nhất, cố gắng chụp nó nét đẹp thì nét chính xác vào khuôn mặt, chứ đừng có lấy nét đi linh tinh đi chỗ khác nhé mọi người. Thì cái chia sẻ của mình hy vọng là sẽ giúp cho anh em chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm đi chúng ta đi chụp tiệc. Và tiếp đến nữa đó là cái kinh nghiệm chụp xóa phông. Thì như này, thật ra thì trong cái máy D750 của mình thì mình chụp khẩu 1.8 nó vẫn nét. Đây, ví dụ như những cái tấm này thì mình chụp khẩu 2.8 thì nó không nói nữa rồi. Còn những cái tấm mà mình chụp khẩu 1.8 mà nó vẫn nét đấy, thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để chụp nét và làm như thế nào để chúng ta chụp cho nó không bị ao hoặc là không bị mờ. Thực ra ấy thì có mờ nhé mọi người nhé, có mờ, có bị mờ. Nhưng chúng ta hãy lấy nét chính xác nhất vào khuôn mặt là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta chọn đúng cái điểm nét. Ví dụ như ở chỗ này mình cái chỗ này mình chụp bằng ống 20 không nói nhá. Đây, những cái xuống chỗ này đi. Chỗ này mình chụp khẩu 2.2 hoặc là có khi là đến 1.8 nhưng mà vẫn rất là lét. Bởi vì là sao? Thực tế ra ấy thì cái lens Nikon mặc định nó đã rất là lét rồi. Chi tiết của Nikon nó sẽ hơn hẳn những cái hãng khác như kiểu Canon hoặc là những cái hãng mình Sony thì mình chưa chụp, mình không biết, nhưng mà riêng lens ni lấy nét cực kỳ là chính xác. Thật sự thì mình thấy cái lens cũ, lens cùi, lens rẻ của Nikon chụp cũng rất là ngon, cho nên là mình cũng không cần phải nâng cấp lên lens ạt làm gì cả. Lấy nét lens của hãng thì nó sẽ nhanh, chính xác và độ nét rất là cao. Đây nhá, ở đây cái này mình chụp f2.0 này. Thực ra ấy thì không phải là cái nào cũng nét 100%, nhưng gần như là 80% hoặc 90% mình chụp là nó rất là lét nha mọi người nha, rất là lét. Cho nên là mình rất là tin tưởng và mua lens của Ly, kể cả lens rẻ, lens G của Ly nhá, cũng rất là ngon nha mọi người. Rồi, ok, đây mình sẽ cho anh em coi một cái tấm dịch vụ mình chụp mà ở cái khẩu 1.8 ở đoạn cuối này, chụp đơn thôi nhá. Chỗ này mình chụp đơn thôi, mình không có chụp mà đây, à cái này 2.2. 2.2 đây mọi người đây. Dot rất dày, rất dày. Dot rất dày và không có viền tím. Đây là lens rẻ của Ly nhá, chứ chưa nói về những cái lens art hoặc là những cái lens những lens nano. Chứ art đây mình không nói chuyện bởi vì là mình không thích lens for. Bản thân mình, cá nhân mình chỉ thích lens của hãng. Lens art thật ra thì mình mọi người bảo là tại sao không mua lens art rồi dùng. Thật ra thì như này, mình thì mình không phải là chê hay là không phải là anti art, nhưng mà mỗi người một sở thích, mỗi người một sở trường ấy, mình chỉ thích dùng lens rẻ, lens cli thôi, mà chụp làm sao cho nó lét là được, đủ cảm thấy mình dùng được là được, chứ không cần thiết quá là chúng ta không cần thiết bỏ tiền ra phí mua cái khác XS Max mà dùng cho sướng. Rồi, ok. Lens này giá nhiêu vậy anh? Cái lens này 51.8 của Ly nó chỉ có khoảng 4 triệu rưỡi cho đến 5 triệu nếu mà chúng ta mua mới. Còn lens cũ thì nó rất là rẻ, chắc khoảng 3 triệu rưỡi, lens đẹp long lanh. Đây nhá, đây cái tấm này là cái tấm mình chụp chân dung nhá mọi người. Đây là lens của Nikon, lens 51.8G. Đây, đây là cái chân dung từ cái lens 50. Thực ra thì mình chấp nhận được cái độ led của nó như vậy và mình cũng thấy nó chi tiết rất là ngon và được cái Nikon hơn ở K và so như ở cái điểm như này. Ni thì sẽ những cái vùng tối nó rất là ngon, nó xử lý vùng tối ngon hơn hẳn là K với so. Ví dụ như sau đây chúng ta chụp
Mình ở Thái Nguyên. Ví dụ như cái Leica chúng ta chụp những cái vùng tối, vùng đen nó chết hết luôn, không có thấy vùng đen luôn, vùng đen nó bẹt xuống. Nhưng mà lens của Ly thì nó tái lại vùng tiết, à, luôn tái tạo lại cái chi tiết của vùng đen rất là xịn mọi người nhá. Cái ảnh này lúc đó mình có chụp vào khoảng tầm 9 giờ. Đây, chia sẻ với anh em một cái đó là rất là căn bản thôi. Đó là cái lens mắc khẩu. Lens mắc khẩu của 1.8 của Ly thì sẽ làm được những cái gì? Bokeh có xoáy không? Có tròn không? Có long lanh không? Thì chia sẻ với anh em, cái tấm này mình chụp xuyên sáng, có nghĩa là cái chủ thể nó đi qua cái ánh sáng và đứng giữa cái ánh sáng chiếu thẳng vào bên vai trái của bạn nữ này. Thì cái này á, em chụp mình chụp mắc khẩu đó là 1.8 ở trên đỉnh đầu đó nha mọi người. Thì cái lens này đây gần như là mình có tăng nét một xíu, có tăng nét, nhưng mà nếu như mà file RAW ấy mà không được nét thì nó sẽ không nét được như này. Thì mình chụp mắc khẩu luôn, bởi vì sao mình thích cái đằng sau ấy, cái background đằng sau nó long lanh. Thật ra thì bokeh của con 50 nó không có xịn đâu, bokeh này nó cứ méo méo ấy, nó không có xịn. Nhưng mà thực ra với cái tầm giá khoảng 3 triệu rưỡi cho một cái lens cũ giá rẻ thì như vậy với mình nó quá là tuyệt vời. Thật sự với anh em là không còn ngòi bút nào có thể tả được nó tuyệt vời hơn như thế. Kể cả lens đắt tiền như kiểu là lens 50 ạt thì vẫn có thể ao bình thường. Nói chung là sử dụng tốt hay không là do anh em chúng ta sử dụng thôi. 24 105 chụp tập thể vẫn có tấm bị ao nét. Thật ra thì như này anh ạ, ở lens ni ấy thì nó được cái lợi thế là nhạy sáng tốt và thứ hai nữa là chi tiết có rất là ngon. Còn con 24-105 ấy thì con đấy nó gọi là vua dịch vụ, vua của các cái chụp tiệc, chụp các thứ đa dụng. Nói chung là nó gọi là rất là đa dụng. Nhưng thực ra bây giờ với em đi chụp tiệc em chỉ chụp mỗi cái ống 50 thôi, chứ em không chụp cái ống gì khác. Bởi vì là anh em biết là như này này, khi mà chúng ta đi chụp ấy, dịch vụ hay là chụp cái lens gì khác ấy, thì nhà nào cũng có sân khấu. Sân khấu thì cách cái chỗ chúng ta đứng khoảng tầm 3 mét thì lens 50 nó vừa tầm vừa đẹp luôn. Khi đi chụp dịch vụ hay là đi chụp tiệc ấy, thì em hay chụp với cái ống 20 mm với cái ống 50. Thì nếu như mà chúng ta biết khai thác hết cái ống kính của chúng ta thì thực sự với anh em là đây cũng là một cái tấm chụp 50 mà mình chụp cũng là mắc khẩu luôn. Thì cái chụp lens 50G của mình đây, cái lens mình đang sử dụng đây mọi người nha, thì nó cho cái bokeh rất là tuyệt vời và độ nét thì đây anh em có thể nhìn thấy là rất là ngon, rất là tuyệt vời. Mình cũng rất là thấy hài lòng với cái lens này. Cho nên là mọi người bảo mình đổi ống kính khác thì mình cũng không đổi đây nữa. Đây cũng là một cái điển hình, một cái tấm, nói chung là cái lens này chụp chân dung tuyệt vời. Nói chung là trong cái tầm giá nó thôi, chứ còn để mà nói xịn thì không không xịn được. Bởi vì là nếu mà xịn thì mình sẽ dùng cái lens quay tay 105 cơ. Đây là một cái ảnh mình chồng hình, thì cái này mình chồng nó xuôi, nó không được đẹp lắm. Đây còn cái tấm này mình chồng bạn ấy trong bạn ấy. Ok, nói chung là chia sẻ với anh em như vậy và chia sẻ kinh nghiệm chụp cho các anh em. Thì chúng ta có thể là chọn cho mình một cái ống kính nào mà cảm thấy chúng ta khai thác được hết nó để chụp nhé mọi người nhé. Chứ anh em đừng có quan niệm là lens đắt thì chụp nó mới xịn. Mình thẳng nói luôn nhá, cái lens 24-70 ấy, chụp không là đẹp bằng con lens 50 mình chụp luôn, khẳng định với anh em. Nếu như anh không biết chụp, không biết khai thác, kể cả ấy, lens 24-70 ấy, anh em có zoom mắc 70 vào thì sẽ không bao giờ có bokeh đẹp như vậy. Một fan của lens fix cho hay. Nhưng mà đa dụng thì lens 50 không có cửa với 24-70 rồi, rõ ràng đúng không ạ? Cái gì cũng có hai mặt của nó, lens fix nó sẽ rẻ hơn nhưng đổi lại lợi thế khẩu của nó rất ngon. 50 STM thì nói chung là cũng chụp được, nếu mà giá rẻ thì lens nó rẻ nhất trong tất cả các loại lens. Là 50 STM chụp được nhá anh em, chụp được, nhưng mà anh em hãy cố gắng lấy nét vào trung tâm. Ví dụ như cái lens đó mà gắn trên 5D Mark 3 hoặc 6D Mark 2 thì anh em cứ lấy nét vào chỗ này cho mình này. Chỗ này là chỗ trung tâm này đó, cứ trung tâm mà phang nha, chứ đừng có lấy chỗ khác đi là tèo. Mà lens 50 ấy, thì anh em phải chụp chắc tay một tí, chứ nếu mà lens 50 mà chúng ta mà chụp mà nó không có được chắc tay hoặc là không được chắc nét thì tốt nhất
mở khẩu lớn ra, mở khẩu 2.8 ra ngoài phang nhá, chứ đừng có dại dột gì, đừng có theo em mà vỡ mặt đấy. Cái len 51.8 của Ly Công này ấy, thì nói thật sự với anh em là nó nét toàn giải từ 1.8 cho đến F16 nó nét. Len fix thì bây giờ toàn chỉ có F16 thôi nhé mọi người. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em xây. Được anh ạ. Thật ra thì như này, nếu như mà cái len fix của K ấy, thì nó không được ngon bằng cái len của Ly đâu. Len của Ly thì nó sẽ ngon hơn. Nói thật với anh em là em đến với Nikon chỉ vì là cái len của nó rất là chất lượng, kể cả len cũ, len cùi anh em nhá. Như vậy là vừa rồi mình vừa mới hướng dẫn và chia sẻ anh em cách chúng ta đi chụp tiệc, chụp sao cho bố cục ngon, cảm xúc tốt, rồi thì cái phần lấy nét nó ngon, chụp xóa phông nó tốt. Là ok, xin chào mọi người, hẹn anh em trong các cái stream lần sau nhá. Anh em đừng quên sub kênh, bấm chuông, like và share để đừng bỏ lỡ cái clip nào nha. Bye bye anh em.